nếu sau này á, tất cả những đệ tử họ thiên ở đây á, mà có lên ở dưới tầng trời mà thấp với sư phụ mà cao sư phụ nhấc lên được. Bây giờ mình nói giả sử nha, mấy anh ông Trump ông có tài kiểu nào nữa, ông có không có thể thi giùm con của ông, ông cũng có thể được làm những cái này, ông có thể ông nói với ông chấm điểm hay ông giáo sư con tao á, thì ông kia ông chấm điểm công bằng chút con không bị ăn hiếp thôi, chứ còn con cũng phải tự sức con học đúng không? À, nhưng mà hả, sư phụ đặt cách chứ ông mà nó có lạm quyền được không? Sư phụ xuống đây á, sư phụ làm sai sư phụ cũng bị mệt á. Thiên tử giúp trần làm sai cha cũng phạt như thường thôi. Thì cái kiểu hòa thượng nói xưa hồi xưa Phật A Di Đà có nói á, xuống đây hộ thế tử không hộ mà nhiễm trần theo tà đó là bị đọa như người thường. Ổng là Bồ Tát đó con, chủ trì chùa Phi Manh mình á. Cho nên đừng tưởng mà xuống đây muốn làm gì đó làm. Không có hối lộ. Đi lên trên đường nó là một sư phụ thương. Có lần cha kể chuyện cho sư phụ nghe đó. Con xuống trần lâu lắm rồi. Lâu có nghĩa là 3 ngày ở trên trời á, là dưới đất này là mấy trăm nghìn năm mà lâu. Từ trước cái thời Na So sư phụ đã từng ở những thành tinh khác. Đi qua thành tinh này thì thành tinh này mới tạo thiên lập địa từ thời vua Thần Nông rồi tới Châu Văn Dương rồi tới Tần Thủy Hoàng dài dài, họ còn nhiều kiếp làm vua lắm, mình không có kể hết được, mình kể xa xa đó thì ok, những kiếp gần đây nữa cũng có nữa, đi từ Âu Châu qua Ai Cập rồi Ấn Độ cũng là công dân của sư phụ hồi xưa tái sanh qua bển. Người Tây Tạng hôm nay là sư phụ làm vua bên Tây Tạng là ông Sroan Trampo á, là đem đạo Phật vô cho Tây Tạng. Thì hôm nay mới có giao duyên nhiều thầy Tây Tạng là cũng vậy. Tại cái kiếp nào á, mà nó vừa đạo với vừa đời thì lúc đó cha lại xỉa xuống, nghĩa là một tài tử đóng phim gì hay thì đóng phim đó. Còn chứ không phải là mình muốn làm cái gì mình làm được. Sư phụ vừa nói cái tên của ông vua. Mỗi lần sư phụ nói chuyện á, đừng có cắt ngang. Cao đồ mỗi lần vô cái ý cái cao đồ cắt ngang à. Làm sư phụ không có nói được nữa. Ví dụ mà ấy á, để người ta chấm dứt. Lúc người ta nín á, thì không chịu nói đi. Người ta đang nói thì dù có cái ý để nó tiếp tục nữa. Là không nghe tới cái khúc không biết là không cắt ngang à. 10 lần. Rồi giờ tới phiên câu đầu nói vua gì? Người đó vua Tây Tạng đó có phải dịch tiếng Việt là sùng tán cán bố không? Chuyện đó mình không biết, mình biết là Sroan Trampo coi đi. Có nhiều đó thôi cũng cắt nó trời. Bây giờ ông vua có tài lắm. Ông vua mà đánh vô nước Tàu vô nhà Đường á, rồi cái công chúa của Đường Thái Dân á phải gả, lúc đó là sư mẫu là công chúa của Đường Thái Dân. Ông đó đó, sư phụ giỏi về chinh chiến với giỏi về mang cái sự công bằng lại cho một cái quốc gia. Thì y như Đức Thầy, tại sao kiếp nào Ngài cũng dùng thần thông, lúc Ngài làm Gia Cát Lượng cũng dùng thần thông để mà làm xích bích quả lửa để đốt tàu của Tào Tháo. Rồi lúc mà Ngài là Khương Tử Nha cũng dùng thần thông, phải không? Rồi lúc Ngài là ông Lưu Bá Ôm cũng giúp chưa nói nữa, có ông kiếp làm đó nói nhiều quá, tao nói mình nổ. Thật sự 100 năm tái sanh tới thế luôn à, nhiều kiếp lắm. Cái gì kính tính không có hết. Mà tại mỗi lần cao đồ cắt ngang thụ quên đi cái ý đầu là cha nói á, con á đầu thai quá nhiều kiếp lắm rồi. Có những kiếp thụ phải đầu thai thành thú. Là kiếp nào không biết không? Kiếp thời dinosaur, thụ phải làm chúa chùm của dinosaur nữa. Nó đâu có loài người. Để nó cũng là có linh hồn đúng không? Chúng ta có đứa là dinosaur nữa đó. Bữa trong hãng sư phụ coi, mày dinosaur. Nó là thú thôi à. Thì có một lần cha trên xuống,
con làm đủ đóng đủ dài hết, đi từ hai chân cho tới bốn chân cũng có, bay cũng có, nhưng mà phim nào ra phim đó, phim này là phim Việt Nam phải không, phim thời đại của Việt Nam, phim thời đại chiến tranh Biển Đông phải không, phim thời đại của Hội Long Hoa, Hội Long Vân, phim thời đại của Phong Thần 2 sắp tái diễn. Mỹ Thâu lệ phẩm về ban Phong Thần. Sau này after all, sau khi hết Nga, hết Ukraine, hết Tàu, hết Đài Loan, hết Nhật, hết tùm lum la rầm rầm như kiểu này đi, thì nước Mỹ vẫn là nước cường quốc. Cho nên mấy vị mới cho cái câu Mỹ Thâu lợi phẩm trời ban phong thần. Nếu một người nào ở ngoài kia chỉ nghe câu đó, bên Tàu hay là bên ấy, trên thế giới, Liên Hợp Quốc mà nghe là cũng phải quản hộ. Không có thể nào mà đi ăn hiếp Biden nữa. Tại Biden chỉ là tạm thời xả cái nghiệp. Tại bờ trên đã nói rồi là Mỹ Thâu lợi phẩm trời ban phong thần, tức là nước Mỹ vẫn là cường quốc trong tương lai. Rồi có cái bài cơ gì mấy vị nói là khi Việt Nam mình xây dựng lại á, là nước Mỹ là nước giúp đỡ nghe. À, bên cạnh thì có chú Cờ Hoa, Lân La, có chú Chệt Nơi Na bên mình gì đó. Chú Chệt là không biết là Đài Loan hay là Singapore gì đúng không? Nhưng mà trong cái sấm cơ mấy vị nói đó là nước Việt build up lại lên đó là Cờ Hoa là Mỹ. Bên cạnh thì có chú Chệt Lân La bên mình. Thì có cái bài sắm bữa hồ đọc. Sắm cơ là đi hình nghìn năm sao là sai được. Chỉ con người mình khôn quá, tính già, tính trẻ, rồi tính sai chật lắc, thì mới lì lợm cứng đầu, mới không có hiểu. Cũng may là năm nay nói gì chúng đó mà còn bị chửi. Thôi nói chật rồi thôi. Không biết chuyện gì xảy ra ta. Mà xảy không xảy gì, sư phụ cũng làm thật lòng. Cái gì lời thiệt là thiệt, giả là giả. Thiên tử trên thế gian này không có làm giả được nha quý vị. Nó có thể là một thằng đẹp trai như sư phụ đi, nó có thể là một thằng có bằng cấp siêu quần giỏi đi, nhưng mà cuối cùng nó không có bảy dòng hầu ai, nên sao làm giả được. Cái đó là về mặt vô vi. Tôi không thấy hào quang của anh bộ lộ hào quang cho tôi thấy thì tôi mới tin. Ở Việt Nam vô mình nó hỏi vậy, rồi ok rồi, cái đó thì để mày tu đi rồi mày mới thấy. Nhưng mà cái nó phải thấy đó là tham, sư phụ không còn tham nữa. Phụ mới mỏ mấy chục triệu làm công sức lên đây mà, rồi nghĩ cách decorate cái giường này nó như vậy. Cái này gọi là cái giường địa đàng nè, cái này gọi là giường địa đàng đúng không, đẹp như giường địa đàng, ai lên đây cũng thấy vui vẻ. Con nghĩ có 1 triệu hút mà mở điên làm kiểu đó không? Ở Việt Nam có nhiều người bỏ tiền xây dựng những cái ngôi chùa rất là lớn, nhưng mà mục đích của họ cũng xây khách sạn trong để họ đem những cái người mà đầu óc khủng hoảng vô trong đó, tâm linh ở đó họ thâu tiền thôi. Họ không có phải như kiểu mình, cái phụ làm sao miễn, tuy là nó thô sơ nhưng mà nó lại làm cho một cái nơi cái tâm của mình nó hỷ lạc thanh bình, lên đây ai cũng có sự vui vẻ cảm nhận vui thanh bình hết đó. Tham là không có mà làm được chuyện đó. Sân, nếu mà sư phụ mà sân hả, thù lật mặt hết một đám mấy ông thầy quốc danh á, ông nào mà sư phụ không biết, thầy Pháp Chơn rồi ông Tịnh Từ, sư cô này rồi ông thầy nọ, ông nào mà không từ lưa trong đó, đa số ông nào cũng có vợ hết á, sư phụ biết hết. Sư phụ đâu giống như là Phương Hằng đâu lật hết làm chi. Chưa nói nữa mấy thằng Việt Cộng nằm dũng đây nè, trâu đầy ở dưới núi, sư phụ đâu có sân với họ mà tối ngày họ kiếm chuyện với mình nè ha. Sân si là không có rồi đó. Si mời, si có thể là thích, có thể là nói thích tàu đi, thích đồng hồ Rolex thì cái đó là thích. Nhưng mà có cái điều sư phụ nói thiệt, sau khi sư phụ giơ tay thời tài danh sắc thực thì ngày 16 tháng 3 năm 2017 sư phụ không có.
Còn trước đó chưa thầy thì chiếc tàu nó mua mười mấy năm rồi, chiếc tàu ngày hôm qua mình lái á, mấy cái đồ cũ à. Xe của chú Hù chiếc Bentley, chiếc đó 2007, chú Hù mua hồi xưa nó mới to nè, lúc đó con ghé lớn á, nó mới có 8-9 tuổi à, bây giờ nó 30 tuổi rồi, con thấy nó mới nhưng mà thật sự nó cũ quắc rồi đó. Cái model đó là làm bằng tay, nó không còn là làm nữa, đồ cũ không à. Cái đó đó là cái khác mà người đời không có làm được, đại gia không có làm được. Đại gia con mà bước vô nhà của mấy ổng có thể là làm cái giường, cái bát do rất là đẹp, rất là mắc tiền, nhưng mà mấy ổng có cho con bước vô hay không á. Tại vì ban đầu mấy ổng nghĩ vô đây mượn tiền tao mà giả bộ mày té mày thưa tao à. Đầu tiên là tao nghĩ như vậy rồi. Cho nên mấy ông thợ mà làm xi măng với mấy ông mễ đó, mày biết mày làm cái này cho ai ngồi không? Ai? A billion people sẽ lên ngồi đây. Thiệt á, đâu mày có nhiều lông vậy? Mày tin tao đi, mấy thằng Sài Gòn Thang á. Sài Gòn Thang này nè, không thấy không? Hồi xưa thụ nói nó không có tin. Mấy thằng thợ hồ á, tôi nói mày làm đây là cả triệu triệu tỷ tỷ người lên đấy. Mấy thằng nó quảng hồn. Nó cứ nghĩ là chỉ có vài người lên à. Nó không phải, cái đó là của nhà mấy thằng tỷ phú. Còn cái này á, mày làm cho lưu truyền cả nghìn nghìn năm á, tỷ người á. Ôi trời, nãy mày nói mình tắt cái clip kia giờ này cũng ra hàng tiếng nữa. Về cái nói lại khúc hồi nãy nhằn cao đồ chắc phải cắt bỏ à. Cắt không? Cần cắt không cao đồ? Cần cắt không? Không cần á. Xả nghiệp luôn, để là xả nghiệp. Mà cắt là không xả nghiệp á. Đời này á, quân thần đúng không, mà ngồi nói chuyện như bạn bè còn bị thần chặn cổ nữa chứ còn mà như kiểu thời xưa mà thời Châu Võ Vương á, ổng là vua ông ngồi đó, có quân thần nào dám chặn cổ ổng đúng không? Thời đại văn minh nó khác. Mình có hàng lần này á, không phải lần thường nha con, lần mà gác cổng thiên đình đó. Bữa nay xuống đây cái điển á, đừng tưởng là đá nha con, không ai vẫn chơi được á, có gì nói mà trên trời xuống hạ phàm ấy.